Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập ngành chứng khoán, cơ quan đại diện Ủy ban chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh đã đứng ra tổ chức cuộc thi Tài năng chứng khoán. Cuộc thi dự kiến quy tụ khoảng 1.500 sinh viên đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ chứng khoán của các trường Đại học Kinh tế Luật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Hoa Sen và Đại học Quốc tế Miền Đông. Cuộc thi kéo dài trong thời gian 2 tháng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2015 với hai vòng thi là trắc nghiệm trực tuyến và vòng thi phản biện đối kháng trực tiếp trong đêm chung kết. Theo ông Trần Tuấn Anh, Phó trưởng cơ quan đại diện Ủy ban chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi là một trong các hình thức nhằm phổ biến các kiến thức chung về chứng khoán đến đông đảo cộng đồng. Thường là người ta nói là nâng cao chất lượng của công ty chứng khoán, các định chế tài chính trung gian rồi là các thứ. Nhưng có một điều chúng ta cần làm thường xuyên, đấy là nâng cao chất lượng, tức là đưa người đầu tư trở thành người đầu tư có kiến thức. Thì hoạt động cuộc thi tài năng chứng khoán hôm nay không nằm ngoài cái mong muốn, cái mục đích là tăng cường giúp cho giới sinh viên, thanh niên hiểu và nắm bắt được những cái kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán. Bên cạnh cơ cấu giải thưởng từ ban tổ chức, các thí sinh tham gia cuộc thi còn có cơ hội nhận được 25 phần học bổng và 50 suất thực tập tại công ty chứng khoán MBS.